Tiền tôi đâu? Trả tiền tôi coi. Tiền tôi đâu? Khỏi kiếm nữa con, tao mua rượu hết rồi. Cho chừa cái tật dám đổ nước lã vào rượu tao. Bỏ thói ăn cắp quen tay đi. Mày hút rượu tao ra bán chai. Tôi nói thiệt với ba nha, nếu mà có khách đặt rượu á, tôi cần gì bán rượu, tôi bán ba kìa. Đó, rượu tới tụ trong người đó, mấy chục năm. Ba thở một cái thôi là người ta đủ xỉn rồi. Người ta mua một lần, phải cả đời. Tôi bán một lần á, tôi khỏe cả đời. Còn mất nết. Trời, ba lạnh. Mày ba lạnh gì ba chở tôi vậy? Tính bán cho mày khỏe hả mày? Ba nhìn lại coi, cái nết của tôi với ba lạ hơn ai? Mở mắt ra là rượu. Rượu suốt ngày à. Tôi nói thiệt á, mấy chục năm nay không biết là ba là ba tôi, là rượu là ba tôi nữa. Còn mười mấy năm nay nè, tao thấy hai ngón tay của mày á, hai ngón này nè mới là con của tao chứ phải nguyên cái body ha. Ráng sống vậy hoài đi con ha, giỏi lắm rồi, chó lấy cho. Tao kêu rượu á là con gái mà luôn đi chứ không phải tôi đâu. Thích thì chịu cái rượu. Tao thấy nhóc nói đúng chú ơi, cứ bỏ rượu đi cho có sức khỏe. Anh mạnh. Em cũng vậy nữa, bỏ ăn cắp giặt đi, con gái ăn cắp giặt xấu với mồ. Hai người cùng nhau thay đổi để làm người tốt. Nhót nhà này ăn cắp giặt mà chưa chứng chỉ rồi, sao so bì được với dân có bằng tốt nghiệp khoa tù tội rồi. Nói gì vậy? Mày, hôm nay thỉnh cử nhân nhà tù về đây chi vậy? Tính học nâng cao tay nghề hả? Nè, mày phạm vô tội hình sự một cái đi, rồi đếm lịch hay cho đếm tiền. Nói gì không biết nữa, tôi nhờ ông Mạnh ra chở đồ cho tôi bộ. Nói tào lao không. Anh Mạnh chờ em xíu nha anh Mạnh. Nè, bay vô quốc luôn. Anh Mạnh. Dạ. Có tính kiếm truyền nhân á thì làm ơn please né nhót nhà này ra giùm cái. Ta đạp ba gác, ta đạp thằng giò mà nhót là hành nghề bằng tay đâu truyền được. Phải, bởi vì xét về đẳng cấp bất hảo đâu có cửa, phải không? Bích cửa close door. Con được xóa án tích rồi, giờ con là người bình thường. Nói chung là án tích rồi dễ xóa, án lòng khó phai. Không xong dễ đổi mà án tính khó dời. Chú suy nghĩ vậy hoài cho nên là nhót nó cứ vậy đó, không thay đổi được. Tôi không có nhu cầu nghe cái điếm cái chuyện nghe mấy thằng nghiện trên bài. Bậy à, không có nghiện rồi nha. Đó mới nghiện à. Nhưng mà mặt trước sao cũng nghiện, nghiện đi. Là gì đi ra. Cãi tao. Cái xóm này gì đâu mà toàn đầu trộm đuôi cướp. Bởi vậy không bao giờ lên nổi cái xóm văn hóa hết trơn hết trời. Mạnh ơi. Vậy tô phụ em này coi. Cái đứa nào ăn cắp tô dĩa của tao nha, cả dòng họ tụi bây là chết đường chết chợ nha. Nếu mà là đàn ông á là vô sinh tuyệt tự. Đồng trai coi. Ê, không được nói với con nhót là tôi bán rượu cho ông nghe chưa, để nó cằn nhằn tôi từ sáng tới chiều mệt lắm. Cười quá. Tôi muốn mua rượu đầu quyền của tôi, mắc mớ gì nhằn bà. Trời, thì nó thương ông, nó mới không cho tôi bán rượu cho ông, hiểu chưa? Thương dữ lắm. Sáng nào thức dậy cũng quất cả mâm chữ nghĩa vô mặt tôi cho mà thương. Thương mà vùi đầu cha nó dưới ba tấc danh tiếng ăn cắp lẫy lừng của nó. Mà ngộ nha, sớm này nhà nào cũng ăn cắp hết rồi, trừ đúng nhà bà ra. Vậy bữa nay ông tới đây mua rượu hay là tới đây ganh tị cái chuyện con nhót nó thương tôi hơn ông vậy? Sáng nay tỉnh rượu nè, tự nhiên thấy nhót nó chà chát bà. Mới 29 tuổi đầu à, mà mặt nó hám. Hám hơn truyền hình cáp nữa. Qua hàng băm chắc nhào cả bà rồi. Nó 39 rồi. Ông là cha nó mà không biết tuổi con luôn. Sợ ông thiệt luôn. Bà chính sao nó bình chân như vậy ta? Chứ giờ tự 29 này giờ nó 39 rồi. Chị 39 ơi, chị ế mẹ luôn rồi. Chị 39 ơi. Mẹo. Ông Xỉn. Ra đây không? Ra đây không? Dạ.
ông Xỉn cho tiền tới ăn kẹo. Dạ. Dạ, con cảm ơn ông Xỉn. Ông hỏi thăm xíu coi. Dạ. Từ ngày mẹ con bỏ ba con tới giờ đó. Dạ. Ông có bộ mới chưa? Dạ chưa. Chưa luôn hả? Dạ. Đẹo. Đẹo ơi, vô nhà. Dạ. 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 Vợ bỏ lâu quá rồi, giờ mới với mày. Thôi chú ơi, con trai một đời vợ, thầm thêm đứa con nữa, ai đâu mà ưng chú. Ồ, trong gia đình là phải có người phụ nữ dung dáng nhà cửa chứ con. Ê, hay vậy nè. Dạ. Tao có món gì ngon nè, chịu không? Chịu tao làm mái cho. Nghe biết nấu ăn không? Chứ con bẹo nhà con á, kiến ăn lắm á. Ồ, công dung ngôn hạnh đầy đủ, không thiếu giới nào. Chăm chỉ á, cẩn thận à, khéo léo, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ nữa mày. Rồi ha. Mẹ, nhỏ này lanh lẹ lắm. Sức khỏe dẻo dai, phi thường. Không thích ăn chơi, không tụm năm, không tụm bảy. Đủ tiền đó mày. Này mới quan trọng. Nghe Tân. Hả? Chú làm mai cho con đi. Mày được rồi. Mai á, tao dẫn nó qua. Dạ. Cảm ơn chú. Cô đó tên gì vậy ông Xỉn? Mai ông Xỉn dẫn qua là biết luôn. Thôi ông Xỉn nói đi. Nôn quá hả? Dạ. Muốn biết liền hả? Dạ. Cô Nhót. Nhót. Ông Xỉn ơi, hả? Ông Xỉn kêu cô Nhót trả con búp bê cho con ơi. Hôm bữa cô Nhót á ăn cắp con búp bê của con. Chứ. Hả? Chứ. Con nó nhỏ nghe này nè. Thằng nó bự luôn. Ờ nó nhỏ. À. Mà Nhót nhà chú á, à, công dung ngôn hạnh như vậy á, chú nên giữ bên mình đi nha. Hiểu hiểu. Hàng hiếm á chú. Hiểu hiểu. Đừng có gả cho ai hết á, tội nghiệp người ta. Hiểu luôn. Nha. Hiểu hiểu hiểu. Vô nhà con. Đi. Dạ. Ừ. Dạ. Nói nghe. Đợi xíu. Ta hai chụp nãy đâu con. Dạ. À, ủa gì anh? Sao tự chở em tới đây kìa? Mấy cái này đồ ăn cắp phải đem giao công an chứ. Em ăn cắp hồi nào? Dám nói này không phải của bà Bảy không? Nãy hỏi tôi đi tù có gì vui á, giờ vô trải nghiệm thử coi vui không? Đi. Anh vui duyên quá à. Người ta 2 triệu người ta mới vô tù. Cái bộ chén dĩa này có 800 ngàn, tự nhiên cái đầu bỏ tù em. Trời ơi, ăn cắp giặt mà nghiên cứu luật dữ vậy hả? Ghê vậy. Bây giờ làm sao? Một là đem vô trỏng, hai là đem về trả bà Bảy. À, anh tự trả đi. Cái thằng bá con ông á, vợ con gì chưa? Chưa hả? Vợ thích gà, thích trai, chết mẹ rồi. Ui trời trời trời. Hư cái vòng quả luôn rồi. Trời ơi, trời ơi. Đi lên cái gì vậy? Trời ơi, quá chưa xỉn không? Chạy con chó vậy hả? Hả? Nè. Cái gì vậy? Con còn quá đâu? Được vậy? Bộ dáng dẻ được không? Hư cho nè. Tao cũng đi chứ nào tao đi chứ. Nó hổn với tao nha. Ai hổn? Ông làm hư cái con này hổn. Có đợt, có đợt đâu. Có đợt không? Có đợt rồi. Trời ơi. Trời ơi. Má mày lên chưa? Mày lên mày tao đánh tao này. Má mày lên mày đánh tao mày. 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 Mày hả? Bà mẹ.